Mời quý vị theo dõi bản tin trong nước của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết hiệp định bổ sung dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà mẹ và trẻ em của chính phủ Úc cho 4 tỉnh Bến Tre, Long An, Quảng Ngãi và Gia Lai. Với 6 triệu đô la Úc tăng thêm, tổng số tiền viện trợ cho dự án này được tăng lên 21 triệu đô la Úc, trở thành dự án lớn nhất về y tế của chính phủ Úc tại Việt Nam tài trợ thông qua cơ quan phát triển quốc tế Australia. Thực hiện từ năm 1998, dự án đã thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho khoảng 2 triệu rưỡi phụ nữ đang độ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 5 tuổi tại 4 tỉnh được lựa chọn là Bến Tre, Long An, Quảng Ngãi và Gia Lai. Dự án đã cung cấp các trang thiết bị, vật tư, xe cộ, xây và cải tạo lại 19 bệnh viện huyện và 152 trạm y tế xã, cùng với đào tạo nâng cao cho bác sĩ ở địa phương. Với hiệp định bổ sung này, dự án sẽ kéo dài thêm 2 năm đến tháng 9 năm 2003. Trong thời gian kéo dài này, ngoài việc tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được tại Bến Tre, Long An và Quảng Ngãi, dự án sẽ tập trung giúp đỡ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà mẹ và trẻ em ở 3 huyện và 16 thôn của tỉnh Gia Lai. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại đã tổ chức tọa đàm giới thiệu thị trường dệt may và giày dép EU nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có thêm thông tin về thị trường dệt may và giày dép của châu Âu giai đoạn từ nay đến năm 2005. Đại diện Ban Hợp tác Quốc tế Hội chợ Hàng Dệt may Thế giới WOM, bà Claudia Carillon đã giới thiệu về tổng quan thị trường dệt may và giày dép EU cùng công tác chuẩn bị tham gia hội chợ, với mục đích cung cấp trực tiếp thông tin và sản phẩm cho người tiêu dùng của các nước trong khối EU, chứ không dừng ở việc tiếp thị sản phẩm. Cụ thể, theo Ban Hợp tác Quốc tế, Hội chợ Dệt may Thế giới được tổ chức tại Brussels vào tháng 4 năm 2002 sẽ là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và quảng bá hàng hóa. Được biết, trong thời gian qua, hàng dệt may và giày dép Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang các nước châu Âu và được hưởng thuế ưu đãi. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2004 trở đi, hàng dệt may và giày dép Việt Nam sẽ phải chịu thuế nhập khẩu 11%. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình phát triển của ngành dệt may và giày dép Việt Nam trong thời gian tới. Vì vậy, vai trò của Cục Xúc tiến Thương mại trong việc hỗ trợ doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết. Để thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế xã hội thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Địa chính Nhà đất đã phối hợp với Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Trường Đại học Kinh tế, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng tổ chức hội thảo quản lý và phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề tồn tại hạn chế hiện nay của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, chính sách, thủ tục, thuế, hiện tượng đầu cơ, hoạt động của thị trường ngầm, mất cân đối thị trường. Đồng thời phân tích đánh giá sự phát triển của thị trường bất động sản về các mặt tổ chức quản lý, quan hệ cung cầu, về cấu trúc của thị trường. Theo thống kê thì hiện nay, tổng quỹ nhà ở thành phố nâng lên 1.107.021 căn, tăng bình quân 2,5 triệu m2 một năm. Diện tích ở bình quân từ 7,5 m2 một người năm 91, nay tăng lên 10,27 m2 một người năm 2000. Lực lượng doanh nhân tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản ngày càng tăng, nhưng các ngành đo đạc, tư vấn, định giá bất động sản vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường. Các đại biểu cũng đã đưa ra các giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài nhằm quản lý và phát triển thị trường bất động sản có hiệu quả hơn, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nhà máy Thủy tinh Hưng Phú thuộc Tổng công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp đã tổ chức buổi lễ đón nhận chứng chỉ ISO 9001 do tổ chức BVQI của Vương quốc Anh và Quasart của Việt Nam công nhận. Sau hơn một năm nỗ lực học tập và triển khai thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước, đến nay hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của nhà máy được công nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là tiền đề để công ty có bước phát triển sau này. Được biết, từ đầu năm 2001 đến nay, nhà máy đã sản xuất 197 triệu ống tiêm và chai thủy tinh các loại, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2000. Một trong những thành công đáng kể của nhà máy là việc đầu tư thêm hai dây chuyền sản xuất thiết bị ống tiêm hiện đại của Nhật và Ý đã nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Kế hoạch trong năm 2002, nhà máy sẽ tiếp tục phát triển một số sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật cao phục vụ thị trường xuất khẩu. Sáng ngày 8 tháng 12 tại thị trấn Thành Quá, tỉnh Long An,
Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã trọng thể tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Tuyên Nhơn vượt sông Dàm Cỏ Tây, một hạng mục mở đầu cho việc xây dựng tuyến N2 đoạn Đức Hòa - Thạnh Hóa - tỉnh Long An thuộc dự án đường Hồ Chí Minh phía Nam. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Mẫn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị tham gia thi công và đông đảo nhân dân huyện Thạnh Hóa. Cầu được xây dựng với quy mô cầu vĩnh cửu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực. Cầu Tuyên Nhơn có chiều dài 439,77m, rộng 12m, tải trọng 30 tấn, do công ty cầu 3 Thăng Long thi công với giá trúng thầu gần 44 tỷ đồng. Thời gian thi công là 22 tháng. Cầu Tuyên Nhơn thuộc tuyến N2 là một phần của đường Hồ Chí Minh kéo dài xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tạo thêm tuyến đường thứ hai song hành với tuyến quốc lộ hiện hữu, nối liền các khu vực kinh tế trong vùng Đồng Tháp 10, góp phần tạo thành một hệ thống giao thông đường bộ trong khu vực tương đối hoàn chỉnh nhằm phát triển các mặt kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. Nối liền các khu vực kinh tế trong vùng tạo thêm khả năng hạn chế tác hại của lũ lụt, giúp cho nhân dân địa phương có thêm điều kiện sống chung với lũ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Sơn Sammy đã tổ chức hội nghị khách hàng toàn quốc lần thứ hai. Tham dự có ông chủ tịch tập đoàn ONIP Pháp, các chuyên gia trong ngành xây dựng và 300 đại lý phân phối trên toàn quốc. Là một công ty sản xuất sơn trang trí nội thất qua sự ủy quyền của tập đoàn ONIP Cộng hòa Pháp, công ty Sơn Sammy ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ và đầu tư về nguyên liệu công nghệ của tập đoàn này trong việc sản xuất sơn trang trí nội thất và các sản phẩm phụ gia trong ngành xây dựng. Bên cạnh đó, công ty còn liên doanh với công ty Pi Products Malaysia để sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phụ gia xây dựng như chất chống thấm, ninh kết cho bê tông, các lớp phủ bảo vệ và tăng độ thẩm mỹ cho công trình. Mới đây tại hội chợ triển lãm địa ốc và xây dựng được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm sơn Sammy đã đạt huy chương vàng. Hiện các sản phẩm được phân phối thông qua hệ thống đại lý của công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và 61 tỉnh thành trong cả nước.